Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi video. Ở video này tôi xin chia sẻ cùng quý vị tổng quan sàn giao dịch QuickSwap và QuickToken. Phần cuối video tôi sẽ sử dụng sàn giao dịch QuickSwap để hoán đổi các token trên mạng lưới Polygon. Thưa quý vị, QuickSwap là sàn giao dịch phi tập trung chạy trên mạng lưới Polygon, trước đây là Matic Network, một giải pháp mở rộng lớp 2 của Ethereum. QuickSwap có thể giao dịch bất kỳ tài sản ERC20 nào với tốc độ cực nhanh và phí rất thấp. Nhiều dự án NFT như OpenSea và Decentralized cũng đã chuyển sang Polygon và có sẵn trên nền tảng DEX QuickSwap. Cũng như các ARM khác, QuickSwap sẽ không khớp giao dịch của bạn bằng sổ lệnh order book, mà người bán sẽ bỏ tài sản vào một nơi gọi là liquidity pool. Sau đó, người mua sẽ swap tài sản của họ đang có với tài sản trong pool thông qua smart contract. QuickSwap ra mắt vào tháng 10 năm 2020, 4 tháng sau khi Polygon Mainnet hoạt động. Tương tự như các sàn DEX khác, người dùng có thể thêm các mã thông báo vào các pool thanh khoản và kiếm phí giao dịch từ những người dùng khác hoán đổi mã thông báo của họ bằng cách sử dụng thông qua các pool đó. Theo dữ liệu thống kê từ DeFiNama, QuickSwap hiện nắm giữ khoảng 800 triệu USD tài sản của người dùng bị khóa vào trong giao thức TVL ở thời điểm hiện tại. Mức này tương đương với khoảng 1/8 tỷ TVL trên mạng lưới Polygon. Mức TVL cao nhất của QuickSwap từng đạt được vào hồi giữa tháng 6 năm 2021 vào khoảng 1,5 tỷ USD. QuickSwap có phí giao dịch là 0,3%. Các khoản phí này sau đó sẽ được thanh toán cho các nhà cung cấp thanh khoản theo tỷ lệ phần trăm của nhóm. Đặc điểm nổi bật của QuickSwap. QuickSwap có 3 đặc điểm nổi bật chính. Đặc điểm thứ nhất là giao diện dễ sử dụng. Giao diện trên QuickSwap giống hệt như DEX phổ biến nhất hiện nay trên Ethereum là Uniswap. Người dùng có thể dễ dàng làm quen với sàn giao dịch mà không gặp phải bất kỳ trở ngại nào. Đặc điểm nổi bật thứ hai là phí giao dịch thấp, gần như bằng không. Đặc điểm nổi bật thứ ba là khả năng mở rộng cao. Hầu hết các mạng blockchain, bao gồm cả Ethereum, vẫn chưa sẵn sàng để áp dụng hàng loạt vì chúng không thể mở rộng quy mô để được hỗ trợ một lượng lớn các giao dịch và người dùng tại các thời điểm cụ thể. QuickSwap sử dụng mạng Polygon. Mạng này giải quyết các vấn đề và đạt được khả năng mở rộng bằng cách giảm tải khỏi chuỗi khối Ethereum Mainnet. Nó kết hợp công nghệ Plasma tích hợp để xử lý các giao dịch ngoài chuỗi trước khi gửi chúng đến mạng Ethereum, do đó cung cấp thông lượng cao cho người dùng QuickSwap. Thông tin cơ bản về QuickToken. Tổng cung cố định 1 tỷ. Tổng cung đến thời điểm hiện tại 360.000 quick tháng 1 năm 2020. Kế hoạch phân bổ quick token. 90% quick được phân bổ cho các nhà cung cấp thanh khoản trong thời gian là 4 năm. 5% sẽ được airdrop cho chủ sở hữu Uni token. 3,25% được dành cho nhóm và cố vấn. 1% sẽ được airdrop trong tương lai. 0,75% được dành cho tiếp thị. Giá quick ở thời điểm hiện tại khoảng 244 USD. QuickSwap đang dẫn đầu không gian DEX trên mạng lưới Polygon, mà Polygon đang dẫn đầu việc áp dụng Layer 2 của Ethereum. QuickSwap sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, cùng
cung cấp cho người dùng trải nghiệm mượt mà và đặc biệt là phí giao dịch cực thấp so với các DEX hoạt động trên Layer 1 của Ethereum. Trên đây là toàn bộ thông tin về QuickSwap và không phải là lời khuyên đầu tư. Hy vọng sẽ giúp các bạn có được thông tin cần thiết. Tiếp theo, tôi sẽ sử dụng sàn QuickSwap tại địa chỉ quickswap.exchange để hoán đổi các token trên mạng lưới Polygon. Để quý vị không phải chờ đợi lâu, ở đây tôi đã cài đặt cái ví MetaMask, thêm cái mạng lưới Polygon Network vào ví MetaMask. Đây là thông số của cái mạng lưới Polygon Network. Tôi đã chuẩn bị sẵn Matic để làm phí mạng. Trở lại sàn QuickSwap, tôi sẽ chọn vào Connect to a Wallet, chọn MetaMask, chọn Link, chọn Connect. Kết nối ví với sàn thành công, quý vị sẽ thấy số dư Matic được hiển thị trên cái giao diện Swap. Select token tôi sẽ chọn vào đây. Quý vị có thể chọn bất cứ một cái token nào mà nó có trong cái danh sách này. Trường hợp nó không có trong danh sách, quý vị có thể vào polygonscan.com để lấy cái smart contract và paste nó vào ô tìm kiếm. Thì nó sẽ ra cái token mà quý vị muốn tìm kiếm. Còn ở đây tôi sẽ nhập là USDC chẳng hạn. Quý vị có thể đảo từ trên xuống dưới. Overall, tôi sẽ nhập một cái số lượng Matic và một cái giá trị tương đương. Nó sẽ được hiển thị ô bên dưới. Trường hợp lần đầu quý vị swap thì nó sẽ có một cái lệnh upflow. Tại vì ở đây tôi đã swap rồi nên nó không hiển thị cái upflow nữa. Rồi bây giờ tôi sẽ chọn luôn vào swap. Và phí ở đây dự kiến nó vào khoảng 0.0015 Matic. Ok, tôi sẽ chọn swap. Chọn confirm swap. Quý vị cần xác nhận trên cái ví MetaMask. Quý vị có thể điều chỉnh cái phí gas nó cao lên. Tôi sẽ chọn vào Exit. Để quý vị không phải chờ lâu, tôi sẽ chọn cái phí ga mức cao nhất. Rồi, chọn Confirm. Chọn Close. Quý vị sẽ thấy cái dòng pending nó đang chạy. Quý vị có thể chờ từ 30 giây đến 1 hoặc 3 phút tùy từng trường hợp mà nó có bị tắc nghẽn hay không. Và khi thấy một cái giao diện swap như thế này, tức là nó báo đã swap thành công. Bây giờ tôi sẽ trở lại cái ví MetaMask. Ở đây Matic đã trừ rồi. Tôi sẽ vào cái polygonscan.com để lấy smart contract của USDC. Rồi, tôi sẽ copy cái contract của USDC và tôi thêm nó vào cái ví MetaMask. Tại vì ở đây tôi chưa thêm thì nó chưa hiển thị. Rồi, chọn vào Import, paste nó vào, chọn Add, chọn Import. Đó, quý vị sẽ thấy cái số dư USDC mà tôi vừa swap đã được hiển thị trên ví. Rồi đến đây tôi xin kết thúc video này. Cảm ơn quý vị đã quan tâm và theo dõi video. Nếu thấy video hay bổ ích, quý vị đừng quên đăng ký, chia sẻ và theo dõi kênh để cập nhật những video mới.